ស្ដីនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីវាធ្វើ component នៅក្នុងអង្គជលជា S ទៅទៅនឹងវាធ្វើ component អង្គជលជា S នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ format ឬក៏ធ្វើការកំណត់ទម្រង់នៃតម្លៃ expression សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅឲ្យ user ឬក៏បង្ហាញនៅលើ view ដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទី1គឺការ format currency ទី2គឺ format loaded ទី3 format number ទី4យើងពី cassort array គឺថាតើ order by នៅពេលដែលយើងធ្វើការ ng repeat យើងក៏បានធ្វើការ order តម្រៀបទី3តើតើនឹង filter នេះសម្រាប់ធ្វើការ search ទី4យើងពី custom filter ខាងលើនេះគឺជា exist គឺជា filter ដែលមានស្រាប់ហើយប្រសិនបើអត់មាន filter ទេយើងនឹងធ្វើការ bằng cách custom filter mùi xin phép cả bằng cách từ cả những là mùi ok lần này chấp năng phụ ca bằng hàng cut on p currency chấp năng phụ ca bằng hàng using filter component ok chấp năng include Angular ok tao muốn nhập cặp làm create module app Angular dot module app tao muốn dùng chấp năng how cầm nó scope này app ưu tạp scope bây giờ mọi người chấp nhận create no controller app.controller scope ok mọi người chấp nhận create dollar scope mà năng của ta chưa phải thế này ok hãy nhìn chọc năng phụ ca hai controller controller bây giờ tìm đáy tao chọc năng phụ ca display tầm nào mount nè bây giờ công năng thông nè tổng quát như trong này phương cách format tầm đó từ currency nè default với cứ đô la hay các cái biểu tượng ok lại nếu như trong này phương cách format real real hay các cái biểu tượng nè real rồi cái bút tông này cái này nhé ok chúng ta mới tiến nhưng chậm làm phương cách format từ lần đẹp ok là này chúng đặt là dot today xem là nó như đẹp ok nhưng chậm làm phương cách bằng hai từ lần today thông đá ok vì trên tầm rộng bạc này bằng tốt một tí nhằm chấp năng phương ca phương mặt tầm lượng đẹp ok nè vì trên tầm rộng bạc này bằng tốt một tí nhằm chấp năng phương ca phương mặt bảo vệ nè út thơ nhằm cho ai vì trên tháng ngày một tháng ngày đỏ ấm ấm đỏ vai 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 tùm rộng ngày 4 tháng đó chứ nè chúng nói mới tiết nhằm nâng phương cao bằng 2 MP number trước đôi khi đáy đôi nâng currency đáy number và bài kê tế nâng cùng nắng còn tầm mũi vì mình symbol mũi tiết vừa ở symbol
amount number default we cut the way down but I mean calculate just be and that calculate be down yeah okay mục tiêu cứ nhằm bằng hai ampi order order ni nhằm chụp nào phụ cảm đọc riêng ưu thọ đọc nó ni nhằm lập chẳng nhằm chụp nào create đồ là dot item xóa nằm array đã tới pram pi bay mùi và buồn buồn bởi buồn chắc ta ok ta nhóm cho làm phụ ca repeat type ul đánh chi đã repeat item in item nế chấp năng bằng hàng item chúng vị trên pram pi bay mui cùng vua này chẳng ta để và tao mất tiếp nhưng chấp năng phương ca không màn bị ấy tao mất cứ order by nè order by tập phần nắng chúng ta cũng mới nè mui pi bay và tao mất tiếp và sân vào vị mình order by tiếp order item nè chuyện pi reverse reverse chúng ta cũng thật true true cho mình là mấy bị thông mà thôi bỏ đã tế bị tôi mà thông đấy, ok mũi tiếp cứ phía thở ok là nếu như chập làm vừa cả tiền chân bị chê săn đó là cứ nắng ok ok nhưng lúc chào tạm đó ok đúng thế đô la ATTP JSON dot success function return my data tiếp nhóm phân lô table ng dot repeat smart item in item td ok nó có này mùi pi bay min bay phiên nhưng có pi bay tầm đó ok name price nè à lần này nhầm chọn ai đồng riêng pi ta opera id pi thông mà tôi vậy chẳng chứ pra order by item dot id true nè bị thông mà tốt lấy nhóm tùm riêng tới tam chung mô vinh item dot name hay dương trong bị thông mà tốt ở thế nhưng đồ bị tối bị a tới ok hay vào sân dịp rái nhưng đồ bị đập rái tới ok ok bắt đầu mà tiết cứ như vậy bị filter filter này dùng ra phụ cả search tạm đó phụ cả search lúc này nhằm chụp nam phụ cả search tạm đó ưu thân ta nhằm chụp nam phụ cả filter
filter ô filter đã a chẳng thế được gọi a b c chẳng thế anh ấy start with a b c anh ấy phải nhận start with a b c nè bạn a b c nè ok lúc ra ok mũi tiết nhân chấm năng phương ca custom do tên đó ủ thọ đặc nhân chấm năng phương ca custom để cao bằng 2 ủ thọ custom chấm nhân chấm năng create tâm bây custom app.filter filter thật nhân đã thu upper rồi có thu upper ok lời nếu nhân tương phương ca bằng hai nhỏ ông pi custom tem đó rồi biến này ca custom được gọi rồi biến này ca bằng ca filter ok chứng rồi biến này ca bằng ca chứng sẽ mang app dot filter đặt chung mô về máu ủ thân đặt thu upper nhưng đặt chung mô ấy của bạn ấy đưa dừng bằng ca chung mô function chứng ok tổng máu dân sẽ return function tổng máu đồng lại ní cứ dùng đồng lại expression của the EHP chứng đồng lại ní cứ chia đồng lại của the expression ní cứ dùng đạo lựa item lại ní và ta dân đặt cái này ní mình sẽ expression bởi vì cứ item đặt nèm và sẽ dân sẽ nè cái nông item đặt ID chứng expression bởi vì cứ item đặt ID chúng bớt xin để mình ăn mình paramatran chúng ăn paramat mui paramat pi sẽ thấy kết thành như này chúng paramat mui paramat pi này cứ dùng chữ trị ở ngay này chữ filter anh ấy cái chữ mui paramat chúng bớt xin ô thân là filter tao mắc cứ value value này cứ abc chúng bớt xin là khi nào mình nhập mật khẩu cả mình paramat thế chúng như chấm nam sẽ đây nên chúng ta return exp dot to upper case nhóm convert tới giá sản phẩm đây nên nhóm lục viên thời trắng hãy nhìn chụp đăng đặt tại giá to upper ok là gì nữa viên bằng hai giá sản phẩm cho họ được này nè lần này nhóm chụp đăng bằng chấp dục đồng lại đại miền đồng lại mà price mà đồng pram chấp miền đại những phương ca cùng not từ lờ filter và nhóm thật nhóm trong bán tại đồng lại mà đồng pram ok trước những chấp nam app dot filter nè get price get đặt price đặt pram như thế này ok return function này này cứ expression được cái chuyện data item được cái data element cho tổng máu nhưng mà mình expression đi còn mình parameter đi nhóm chấm đàm vọc càng vì muối cứ quá item smart năng array cho muối angular dot for each nhé for each chấm đàm tí muối tổ máu element tổ máu function
đích cứ value chúng value nó cứ chỉ hit robot element chúng ta sao tại element này bị chia ra nè đặt f những ai say for lúc của bạn nè người say for nè integer ai vậy chân tứ element đặt len ngay chân tứ ok tao một tí nhưng chậm nào sẽ percent ba value dot price mà nâng đọc pram chứ nhưng chậm nào cái item dot ai dot whose who ai who value nâng chậm nè xem cả này mà đọc pram nhưng chậm whose ok anh chứ nhưng bàn hả nhưng chậm nào đặt nâng nông repeat ok nhưng click return mình to một tiếng nhưng chậm nào cứ cả return item nè ban đập ra nè ok chứng ở quay đây nhưng ban phụ cam bằng hai để tôn tới năng filter component thì mối cứ currency that number order by filter hay là custom filter nực chứng ở quay này để tôn năng công ca bằng hai nick nhưng số phụ cam bằng chọn.